chiều 9 tháng 12 năm 2020, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Định đã tuyên phạt các bị cáo Trần Đại Thủy, Nguyễn Văn Quang, Trần Xuân Hà, Bùi Hải Quang tổng cộng 135 tháng tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản. Đây là các bị cáo liên quan đến vụ án bảo kê dịch vụ hỏa táng tại tỉnh Nam Định. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nam Định, lợi dụng dịch vụ hỏa táng đang phát triển, từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020, Bùi Hải Quang, tức Quang Hà, 42 tuổi, cùng với Trần Xuân Hà, tức Hà Sắc, 47 tuổi, và Nguyễn Hữu Quang, tức Quang Con, 23 tuổi, đã đe dọa, o ép các chủ kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn các huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu phải kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn theo ý mình. Các bị cáo đứng ra phân chia địa bàn hoạt động kinh doanh cho các cơ sở tang lễ và yêu cầu các cơ sở tang lễ thu thêm 500.000 đồng để nộp cho băng nhóm này. Khi bị một số cơ sở kinh doanh phản đối thì bị nhóm này cho người ném chất bẩn, hắt sơn vào nhà, đập vỡ đèn hậu xe ô tô, đổ keo vào các ổ khóa cửa và gọi điện chửi bới, đe dọa, khiến chủ các cơ sở này lo sợ. Trong khi đó, Trần Đại Thủy, nguyên trưởng đài hóa thân Thanh Bình thuộc công ty Hoàng Long đã yêu cầu một số cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Nam Định khi nhận hợp đồng dịch vụ phục vụ hỏa táng của người dân phải báo cho mình. Thủy đã nâng giá phí dịch vụ hỏa táng so với giá mà công ty Hoàng Long quy định. Nếu cơ sở nào không báo ca và nộp tiền sẽ bị Thủy uy hiếp, đe dọa, hành hung. Từ khoảng tháng 11 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020, Trần Đại Thủy đã đồng ý chỉ đạo cho Bùi Hải Quang o ép các cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn huyện Vụ Bản và Ý Yên phân chia lại địa bàn hoạt động kinh doanh tang lễ trái quy định, trái với ý muốn của các cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Do đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Đại Thủy mức án 39 tháng tù, Nguyễn Văn Quang lãnh án 36 tháng tù, Trần Xuân Hà lãnh án 36 tháng tù và Bùi Hải Quang lãnh mức án 24 tháng tù.